Xin được mở đầu chương trình bằng phần điểm tin liên quan đến về vụ một bác sĩ tại khoa ngoại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều bị quay clip đang cầm cả một sấp phong bì trong tay đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Ngày hôm nay lãnh đạo bệnh viện ca cho biết là hội đồng kỷ luật đã họp và bỏ phiếu kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với nữ bác sĩ này. Sau khi bỏ phiếu ngày hôm nay, Hội đồng kỷ luật và Ban giám đốc bệnh viện đã đưa ra quyết định cảnh cáo đối với bác sĩ này. Hội đồng kỷ luật đã làm biên bản và báo cáo lên Bộ Y tế. Sau khi xảy ra sự việc, Ban giám đốc bệnh viện ca đã tạm đình chỉ công tác đối với nữ bác sĩ này, đồng thời đề nghị công an phối hợp làm rõ nội dung clip bác sĩ cầm cầm sấp phong bì từ người nhà bệnh nhân. Lãnh đạo bệnh viện ca Trung ương cũng cho biết là đã mời người gửi clip đến để làm việc nhưng người này không đến. Trước đó ngày 2 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ cán bộ y tế của bệnh viện ca cơ sở 3 Tân Triều nhận cả sấp phong bì từ người nhà bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn người nhà bệnh nhân đưa phong bì cho đồng nghiệp. Chuyện đưa và nhận phong bì trong ngành y tế thì không chỉ diễn ra ở riêng Việt Nam chúng ta, mà nó là câu chuyện của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Người ta thậm chí đặt cho nó một cái tên, đó là tham nhũng trong lĩnh vực y tế. Theo kết quả khảo sát vào năm 2013 của Ủy ban châu Âu thì tỷ lệ bệnh nhân đưa tiền cho bác sĩ ở một số quốc gia, ví dụ như là Romania là 28%, ở Công quốc Lithuania là 21%, ở Ba Lan là 15% và chung cho cả khối EU là 5%. Và một trong những lý do giải thích cho tỷ lệ bệnh nhân hối lộ bác sĩ là chế độ tiền lương không thỏa đáng. Nghe thì có vẻ khá là giống như câu chuyện ở Việt Nam đúng không ạ? Còn đối với bệnh nhân thì khi hệ thống y tế chăm sóc tốt nhất thì việc đưa bác sĩ cho chăm sóc không tốt thì đưa tiền cho bác sĩ là một giải pháp để có thể tự giúp mình có được sự chăm sóc cần thiết. Vâng, thậm chí là ở Latvia thì tổng thống nước này từ giai đoạn 2007 đến 2011 là ông Vadis Zaler, vốn là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, từng đưa ra một khái niệm là tiền cảm ơn, tức là một khoản tiền bác sĩ nhận từ bệnh nhân song không nộp thuế thu nhập. Và khái niệm này thì hiện rất phổ biến ở một số nước Đông Âu. Có một số bệnh viện ở Ba Lan thì cho phép bác sĩ thực hiện ca mổ sinh cho các thai phụ với mức phí hậu tạ là khoảng là 266 đô la Mỹ. Chính vì là gánh nặng này nên đôi khi là bệnh nhân cố tình là lái ô tô cũ hoặc là ăn mặc trang phục thì nhầu nát rách dưới tới bệnh viện với hy vọng là bác sĩ thì sẽ giảm tiền cảm ơn đi nếu thấy họ trong một bộ dạng thảm hại.